Nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim xin kính chúc quý khách cùng gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, thịnh vượng. Nguyễn Kim thân hạnh mang đến cho quý khách hàng chương trình mua sắm phát lộc đầu năm với mong muốn mang đến may mắn, tài lộc cho quý khách hàng mua sắm dịp đầu năm và hy vọng một năm mới đại phúc, đại lộc, đại phát tài đến với mọi nhà. Với lượng hàng hóa đa dạng, phong phú, Nguyễn Kim phát lộc đầu năm mang đến rất nhiều ưu đãi với chủ đề Tân Xuân Khai Lộc và Thần Tài Trung Sức. Theo đó, Nguyễn Kim dành 2 tỷ đồng để lì xì cho 10.000 khách hàng mua sắm đầu tiên trong 5 ngày, ngày 13 đến ngày 17 tháng 2. Quý khách hàng sẽ được lì xì ngay 200.000 đồng khi mua sắm với hóa đơn từ 3 triệu đồng trở lên. Thêm nữa, Thần Tài Trung Sức cũng lì xì ngay 500.000 đồng cho khách hàng mua sản phẩm điện lạnh, điện tử từ 10 triệu đồng trở lên và thanh toán 100% bằng thẻ tín dụng của các ngân hàng Sacombank, Eximbank, Vietinbank. May mắn đầu năm với tổng giá trị lên đến 2 tỷ đồng, còn đến với khách hàng mua thiết bị tin học và giải trí như laptop, máy ảnh với hóa đơn từ 3 triệu đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng 100% bao lì xì tiền mặt trị giá 100.000, 200.000, 300.000 đồng. Bên cạnh đó, Nguyễn Kim cùng các ngân hàng Sacombank, Eximbank, Vietinbank tiếp tục mang đến giải pháp mua sắm hiệu quả, tiết kiệm cho khách hàng với chương trình mua sắm trả góp lãi suất 0% cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác tại các trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên toàn quốc. LED Sony 40 inch giá chỉ còn 7.990.000 đồng, tặng thêm máy pha cà phê. Tủ lạnh Toshiba 359 lít nhập khẩu Thái Lan giá chỉ còn 11.500.000 đồng, tặng thêm 2 thùng bia. Máy giặt Toshiba 8,2 kg nhập khẩu Thái Lan giá chỉ còn 4.900.000 đồng. Máy giặt cửa trước Electrolux 7 kg nhập khẩu Thái Lan giá chỉ còn 6.900.000 đồng. Smartphone Samsung Galaxy Z5 giá chỉ còn 4.490.000 đồng. Lì xì thêm phí mua hàng 400.000 đồng. Smartphone Sony Xperia M4 Aqua giá chỉ còn 4.990.000 đồng. Lì xì thêm phí mua hàng 400.000 đồng. Laptop máy ảnh bốc thăm trúng thưởng 100%. Gia dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Bàn ủi hơi nước Electrolux giá chỉ còn 280.000 đồng. Bếp vùng ngoại giá chỉ còn 600.000 đồng. Lò vi sóng giá chỉ từ 890.000 đồng. Cùng hàng ngàn sản phẩm được ưu đãi đặc biệt tại các trung tâm Nguyễn Kim trên toàn quốc. Chương trình diễn ra từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 tại hệ thống Nguyễn Kim trên toàn quốc. Nhân dịp Tết đến xuân về, Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim xin được kính chúc quý khách hàng trên toàn quốc năm mới Bính Thân, đại lộc, đại phúc, đại phát tài.